Hello cả nhà nha. Hôm nay tin động quê mình bị mất điện cả ngày cả nhà. Cái mạng 4G thì không thể nào mà khỏe được để mình có thể livestream cho mọi người xem được, nên mình phải quay video vậy. Giới thiệu với cả nhà nhé. Đây là bột sắn dây nhà Tâm, và bây giờ thì Tâm sẽ phải đi đơn cho hai khách hàng. Một em tươi ở Quảng Nam 10 kg, và em Hằng ở Bắc Ninh 10 kg. Em Hằng thì hôm kia mới lấy 10 kg, nhưng mà sắn dây rất là ngon cho nên là khách hàng ưa thích, cho nên là hôm nay em lại gọi tiếp 10 kg nữa, và Tâm sẽ gửi cho hai em. Em Tươi ở Quảng Nam và em Hằng ở Bắc Ninh. Đấy. Nhà mình cứ yên tâm mà sử dụng nhá. Riêng sắn dây nhà Tâm mọi người chỉ cần nhìn thế này là đủ biết là cái chất lượng của sắn như thế nào rồi, đúng không cả nhà? Sắn dây nó có ngon hay không mọi người chỉ cần nhìn là biết. Đây. Sắn khi mọi người thử thì mọi người có thể đặt cái miếng sắn nhỏ này vào miệng, nó sẽ hòa tan luôn trong miệng. Thì cái bột sắn dây này nó vào nước mà nó sẽ hòa tan, mà bản chất của cái bột sắn dây chính là cái bột mà khi mà làm người ta phải ngâm vào nước, sau đó là lọc lọc qua 5-7 lần lọc nước thì nó mới trắng được. Và cái công đoạn để gạn được cái bột sắn dây trắng ngon như thế này nó rất là kỳ công mọi người. Tâm thì bây giờ mới bán bột sắn dây đại trà thôi, chứ còn thực ra nhiều năm Tâm đã từng làm bột sắn dây. Tâm đã làm bột sắn dây từ những năm mà người ta không có cái máy xay đấy, người ta còn phải nghiền bột bằng cái giống như cái đánh 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 xăm xe, để vá xăm xe đấy mọi người. Đấy, và mùa đông ấy Tâm thường làm bột mà mùa đông, cho nên là ngồi có thể có những hôm ngồi mài, thì hồi đấy gọi là mài bột sắn dây, mài đến gọi là đứng lên mỏi hết cả người ấy, mà nó lạnh, cái thời tiết mùa đông ấy nó lạnh cóng cả tay đi ấy. Thì Tâm đã từng làm bột sắn dây rất là nhiều năm rồi, và bây giờ thực ra mình mới bán, nhưng mà mình đã có cái kinh nghiệm từ cái việc mình đã làm bột sắn dây. Trước tiên là mình trồng được, xong mình làm để nhà mình ăn, thế là mình làm được, xong mình thấy mình thích, thế là mình đi chợ mình thấy người ta bán nhiều nhiều củ ấy mà ít người mua làm bột, nên mình mua về mình làm bột và mình bán cho các cháu nó mua, nó gửi vào miền Nam làm quà. Ngày đấy Tâm không làm được nhiều, mỗi năm chỉ làm được khoảng độ một vài chục cân thôi, chứ không làm được nhiều như bây giờ người dân người ta có cái máy, và có những nhà như Tâm đang 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 lấy bột của cái cô cháu này là trồng hàng có vườn hàng một mẫu tám ấy, và trồng rất là nhiều sắn. Đấy. Ngoài ra thì có nhà còn có cái máy xay sắn dây tươi ấy. Nên nhà nào có nhu cầu mà sắn mà không 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 biết làm, hoặc là không có điều kiện để làm được, thì có thể là thu gom thêm cái sắn đấy để làm bột. Cho nên là mọi người yên tâm là bột rất là xịn, bột người dân quê tôi làm nó rất là thực chất, mọi người nhìn đây là đủ biết, thì không cần phải trình bày. Vì thực ra cái bột này người ta có thể là ở ngoài thị trường họ người ta bán với cái giá rẻ, là người ta pha chế mọi người. Pha chế thì mình không biết là người ta pha bằng cái gì, nhưng chỉ thấy mọi người nói là người ta sẽ pha bột, một cái thứ bột gì đó vào đây để cho nó thay cho cái bột sắn dây. Nhưng cái bột đấy chắc là nó phải rẻ tiền hơn bột sắn dây. Và cái bột đấy thì không thể nào mà nó đóng được cái miếng giống như là cái bột sắn dây khi chúng ta phơi như thế này được. Cho nên là các bạn khi mà mua trên thị trường mà các bạn thấy cái loại bột sắn dây mà nó cứ nhỏ mịn đi, thì tốt nhất là các bạn nên tránh, hoặc là tham khảo cái giá cả. Giá mà nó rẻ quá thì mọi người cũng không nên dùng, vì cái bột đấy nó không thể đảm bảo được. Người nông dân người ta trồng ra, người ta tự mang đi ra máy xay, và người ta về người ta lọc bột người ta bán. Thế còn giá thành còn hơn 100.000 nữa, là cái người mà người ta bán cho mình mà lại giá thành thấp, thì mọi người cứ đặt một câu hỏi là người ta lấy đâu ra công mà người ta có thể làm cho các bạn một cân bột sắn dây chưa đáng giá 100.000. Thì không bao giờ có cái loại bột ngon đúng được chất của bột sắn dây, cho nên là mọi người yên tâm là với Tâm thì lãi là không đáng bao nhiêu, nhưng mà mình không bao giờ biết bán cái của gọi là các cụ gọi là của đồng câm ấy, tức là cái loại hàng mà trộn pha trộn ấy, để lấy cái lãi suất là mình không bao giờ có, nên mọi người yên tâm nhé. Đến với Tâm thì lúc nào cũng là hàng thật, Tâm phải kiểm tra hàng trước khi bán, thứ nhất là ăn thử, thứ hai là phải đủ độ tin tưởng thì Tâm mới mua, mới lấy về để có thể bán cho chị em nhà mình. Nên mọi người, những người mà ăn quen có thể chỉ cần nhìn nhìn bột là có thể biết
Em Hằng ơi, chị cái túi nó bị bung ra, chị mới đóng thử ra đây ba cái túi zip cho em đây, thử nhìn xem là túi này em có ok không. Em thích túi này, lần sau chị có thể đóng cái túi zip cho em nha. Đấy, cả nhà ủng hộ cho Tâm nha. Còn duy nhất nửa cân ngô, chị à thì vẫn có. Ngô thì nay mai Tâm lại về. Cảm ơn các chị em đã ủng hộ cho Tâm nha.